Xin chào mọi người, chắc là nhiều bạn sẽ rất tò mò muốn biết một khóa học tóc tại Hằng Thu Makeup Academy sẽ được học những gì và diễn ra như thế nào đúng không? Vậy thì mời mọi người cùng ghé thăm một buổi học tóc của khóa chuyên nghiệp chúng mình nhé. Đây là buổi đầu tiên học lý thuyết của lớp chuyên nghiệp tháng 4. Buổi lý thuyết đầu tiên các bạn sẽ được học nhận dạng và phân tích các dụng cụ mỹ phẩm cũng như là gom, ghim, lược, công dụng của từng loại gom và từng loại lược, nhận dạng các khối tóc. Thường thì buổi đầu tiên các bạn khá là mơ hồ, ngồi nghe lý thuyết còn ngáp lên ngáp xuống ấy, nhưng chỉ đến sang buổi thực hành thứ hai thôi là đã cảm thấy hứng thú hơn rất nhiều bởi vì là được trải nghiệm với thực tế. Học tóc với cô Quỳnh ý, thì mọi người đừng có bao giờ hỏi những cái câu như kiểu là một khóa tóc em sẽ học được bao nhiêu kiểu nhá, bởi vì là cô sẽ không dạy theo kiểu đâu. Những kiến thức cô giáo mang đến cho các bạn còn nhiều hơn tất cả các kiểu mà các bạn mong muốn nhá. Đó là những kỹ thuật chuyên sâu về tóc, cách nhận dạng gương mặt để phù hợp với từng kiểu tóc, kỹ thuật uốn sóng bồng bềnh không bung không xô, những kỹ thuật tạo kiểu mái cô dâu mà chỉ có tại team Hằng Thu. Và các bạn cũng đừng nghĩ là chỉ có khóa chuyên nghiệp cô giáo mới dạy từ đầu đâu nhá, cả khóa nâng cao cũng vậy, không phải ai cũng biết về tóc đâu. Đa số các bạn khóa tóc nâng cao ấy tìm đến cô giáo đều là những bạn đã bị mất gốc của tóc rất là nhiều. Trước đây các bạn đi làm khách đều là nhiều học vẹt nên khối tóc rất là cũ kỹ và làm cô dâu bị già, cô giáo gần như gặp rất là nhiều khó khăn để tẩy não cho các bạn. Đây mời các bạn cùng đá qua lớp nâng cao của mình nhá. Khóa tóc nâng cao đông không kém gì khóa chuyên nghiệp luôn, bởi vì sao? Nhiều năm qua tôi đã huấn luyện cho được rất là nhiều những bạn là làm ở studio, dù đã nhiều năm trong nghề nhưng mà tóc yếu đều đã cải thiện được rất tốt tay nghề của mình đó. Tiếng lành thì luôn đồn xa mà, mỗi lần xem xong chân Linh thì chỉ cần 1-2 buổi thôi là các bạn đã có thể trả được bài cho cô giáo để học các bài tiếp theo rồi. Đây là vài khối gối cao cô dâu học viên tôi trả bài đó, nét nào ra nét đấy luôn, rất cơ bản nhưng không phải ai cũng làm được đâu nhá, chỉ học viên cô Quỳnh thôi. Đi làm khách mà làm được gối cao như thế này là ăn tiền luôn rồi. Còn đây là bạn học viên nâng cao, khi vừa trên Linh sóng cục xong bạn ấy trả bài được luôn mọi người ạ. Cô giáo test sóng cũng không hề tắt một chút nào luôn. Có lẽ với nhiều người những kiểu tóc này là rất khó, nhưng với học viên của mình thì những kiến thức này là những kiến thức cơ bản khi mới vào học là nắm được. Còn những bạn makeup artist chưa phải là học viên của team Hằng Thu ơi, các bạn đã nắm chắc được kiến thức về tóc chưa? Nếu chưa thì hãy nhanh tay tìm đến cô Quỳnh để cải thiện hơn về tay nghề của mình nhé.